Không, mọi người đi với cả game Everdyne và Lost Girl Tale. Đây là một con game kể về một cô gái lạc ở trong một khu rừng hoàng hôn bất tận. Và chúng ta vào game thôi. Cảnh báo: game bao gồm những khung cảnh sử dụng ánh sáng lấp lé và những hình ảnh lấp lé. Nếu muốn chơi thì chọn cái phương toàn màn hình thì bấm F4. Đẹp vãi, holy. Wow, chúng ta gần đến nơi rồi, yêu bớt. Ông hẳn là rất là nhớ em đấy. Rất xinh đẹp như là một cậu bé, rất lộng lẫy như là cậu bé ngốc. Ông sẽ rất hạnh phúc để có thể thấy được em. Hiểu rồi, em cũng rất là phấn khích nữa. Everdyne là tên của cô bé này. Chị đoán rằng chị không thể chống lại đây rồi. Ok, đây là hướng dẫn di chuyển, redirection. Thôi đây, bấm ship để chạy. Game này chắc chắn có đuổi bắt tôi thề rồi các bạn. Được, quá quen rồi. Thôi thì em có vẻ đang rất tận hưởng chính mình. Rất là thích thú, dịch như thế. Có gì mình tương tác được không? Có sếp không? Không phải lỗi, không phải là sếp. Thì cái gì là sếp? Đi nào đi bớt. Ê, chạy rất nhanh. Ngoan lắm. Không, dù nó đang tối hơn đâu, mình ở đây. Hả? Chuyện đã xảy ra với bớt. Sao em nghe khó chịu vậy? Có gì ở đó? Ở đấy à? Đợi đã. Cái gì? Đợi đã. Wow, không, đây khởi đầu mọi rắc rối. Chắc chắn đây khởi đầu mọi rắc rối. Hubert. Hubert, em đâu rồi? Chị. Mình cần phải tìm em ấy. Ui. Ôi không. Ôi không 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 không. Lạc mất rồi. Em đã đi đường nào rồi nhỉ? Cứ bớt lại đây nào. Mình phải tìm em ấy. Đấy, đi. Ông bên trái là đây là các thứ gì đó. Đi quay lại một chỗ à? Thì đây, mình thấy ánh sáng ở đây đúng không? Cái này thì cảm giác mình đã từng ở đây trước đây rồi. Mình đã đi đi lại trong một vòng tròn à? Rồi đấy. Ui. Cái này tôi tác được à? Xếp ở đâu ta? Lại lần nữa ư? Mình tưởng là mình đã nghe thấy Hubert. Mình hẳn đang đi vào đường sai rồi. Rồi gì vậy? Ơ, mình chính thức không biết về đâu ấy. Ồ, thôi nào. Em ấy đi đâu rồi nhỉ? Hubert, tới đây nào. Trở thành bé ngoan đi. Làm ơn. Đây là... Đúng rồi, đây là sếp, đây cô. Và có sếp thì tức là... Yeah. Chuyện đang xảy ra ở đây vậy. Đừng tò mò em ơi, chạy đi. Không không. Thế sao ở tôi ra? Cứu tôi. Cứu. Em chịu chị ơi. Cái gì? Chuyện đang xảy ra vậy? Từ đó là gì?
giải đáp cái gì? Không, điều này không thể nào là thật. Không 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 không. Ui, đừng nhìn em, anh ơi. Không, đây là điều này không thể nào xảy ra được. Điều này không phải là thật. Không thể nào. Không. Cái gì đấy? Làm ơn. Chạy đi. Chạy 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 chạy. Đúng không? Nếu mình để nó mắt thì sao? Ồ, nhưng mà để nó mắt thì mình sẽ mở được một CG. Mình thì cảm thấy hơi thở nặng nề phía cổ của mình. Không có lối nào để trốn thoát cả. Trái tim của mình, cơ thể của mình đang run rẩy, nên không thể di chuyển được. Ồ, có vẻ thốn. Đó là cái mồm à? Mình có nhầm new game. Đợi mình một tí. Rồi, và chúng ta chuẩn bị đổi bát tiếp nào. Ok, em lại tò mò quá rồi. Mong là lần này sẽ không bị như lần trước nữa. Chạy 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 chạy. Đấy, nó kia đuổi hoang. Không bao giờ đuổi kịp mình với tốc độ này đúng không? Nhỉ? Mình cũng không cần phải rẽ đúng không? Mình rẽ đi đúng đường hay sai đường ta? Ủa sao đấy? Hả? Ủa sao ngồi dính bẫy à? Ủa rơi rồi. Hết rất thảm thiết. Cảm ơn. Nhiễm rất đẹp. Nó đau. Ở đâu đây? Đó là cái gì vậy? Đó. Quái vật đấy. Giọng nói đó. Nó. Cô gái đáng thương đó. Chị xin lỗi. Mình hy vọng con quái vật đó không thể nào xuống được đây. Tối đa này tốt hơn là phải cởi giá của nó. Ok, nó không chết, không gãy xương, không gãy tay, thế ổn rồi. Đúng không? Một cái hang động hả? Mình nên tìm một lối ra. Có sếp. Để tốt. Tờ giấy kia mình không tương tác được bất kỳ cái gì cả. Một mảnh giấy trên mặt đất, có thứ gì đó viết ở trên nó. Tôi thử hỏi đã bao lâu rồi, nó rất khó để có thể nói. Nhưng mà mặt trời không bao giờ lên hay lặn cả, chỉ có hoàng hôn vô tận thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ mất ý mất. Hang động rất to. Ta có thể nói được cái mỏ không? Mình chưa không có cái mỏ là mình nó không có sạch. Mình thấy cái đường ra ở bên kia nhưng có vẻ là không có gì làm bên đấy cả. Không tương tác được cái gì. Có vẻ đã từng có một cái dây được gắn vào đây. Chúng ta cần phải tìm cái dây à? Ok. Cái dây cũng được thôi, nó không phải vấn đề đâu. Vào đây nhỉ? Chúng ta có đã là kiểm tra dụng cụ của mình trong game này nhá. Cái gì đây? Một cái hang. Thôi xong rồi. Đấy, cái gì vậy? Đừng có đuổi bắt nữa. Đó là cái gì vậy? Chuyện gì với nơi này vậy? Mình chỉ muốn thoát ra thôi. Mình muốn thoát khỏi chỗ này. Và tất cả những thứ này. Chạy 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 đúng rồi đấy. Nơi này thật tồi tệ. Thật ra thì
Em thấy này tồi tệ nhưng mà anh đã từng thấy nhiều nơi nó còn tệ hơn này rồi, anh không phải lo đâu. Con chuột. Một cái trò jump scare rẻ tiền như thế. Có đùa. Mình ra khỏi hầm được chưa? Mình không thích cái nơi cửa om như này nào. Mấy cái này nhìn giống bàn tay đấy nhỉ. Cái ảo giác của mình đó. Chuột. 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 Hôm nay mình không được đuổi một con chuột nữa. Nghĩa là gì vậy? Chuột. Rất nhiều chuột. Ồ. Đối ra. Tuyệt vời. Một lối ra. Cuối cùng thì mình hy vọng cái gì đang đợi phía trước sẽ được, sẽ chào đón một chút đấy. Được rồi, cái này trông tốt hơn rồi đấy. Khi bỏ hô con quái vật nào gần đây cả, mình cũng hy vọng thế. Tôi tắt được cái gì cả. Ui, game đẹp nhờ. Hoàng hôn bất tận. Cái này tự, tự tay vẽ lại hết rồi. Hay. Thế là mình nên stream game này. Ừ, mình không nên quay nó, mình nên stream game này. Nắm đẹp, nó vẻ đẹp này với các bạn. Nhưng mà thôi vậy. Không nhiều thời gian nữa. Ồ. Căn nhà ấy. Mình tự hỏi đang sống ở đây vậy. Có căn nhà và có sếp. Hy vọng nó không có bẫy ở trong đấy. Đấy. Cái giếng sâu rất khó để nói rằng có nước ở dưới đó hay không. Nước tình nhìn thấy đáy. Nó chỉ có một màu đen dưới đấy thôi. Đấy. Ok. Nhà này nhìn ổn đấy. Nó trang trại nhỏ nhỏ. Không có cả thứ. Vào đây xem nào. Xin chào. Hello, có ai ở nhà không? Tôi không muốn đột nhập đâu, tôi có thể được vào không? Có vẻ không ai. Không có đáp án, chỉ sự im lặng thôi. Đó, tôi sẽ coi đó là cô. Chả được có vậy, cảm ơn cậu. Ok, đây là đột nhập. Một tờ giấy trên phía bàn. Có vẻ như đã bị mờ gì. Pha lê đỏ. Ở cái mỏ phía bên tây. Ok, nói chung là không đầy đủ lắm. Nhưng mình cứ nhớ ra tờ giấy này vậy. Gì vậy? Ồ, thư gì đó vừa rơi ra. Một bức thư. Chị gái yêu quý. Đây bức thư chị cái hai à? Giờ có bức thư một nữa, mình bỏ lỡ rồi hay sao? Hay nó đâu đó mình chưa tìm thấy. Chị gái yêu quý của em, nếu rằng chị đã ở đây, chị đã luôn luôn thông minh hơn chúng em. Chị biết sẽ biết phải làm gì. Nó cảm giác như là em chưa thấy Grimbot hàng ngày trời rồi. Như là cậu ấy đã bị lạc ở trong khu rừng vậy. Em thật sự cảm thấy lo lắng một chút. Đã có rất là nhiều tin đồn gần đây. Cậu ấy đã có một cuộc chiến với cả Estia và em có thể nghe thấy giọng nói thô lỗ của họ vang vọng suốt cả lâu đài phía ngôi đường. Thành thật thì nó gợi nhớ em về cha và mẹ. Em không muốn họ phải đánh nhau hay là đến tức giận hay là ảo giác. Em mong là họ sẽ thân nhau hơn một chút như ở trước đây vậy. Có cái gì ấy? Tôi nhìn thấy cái tia sáng có gì ở lấp lóe ở đây đúng không? Ok. Có những thứ thứ được kỳ lạ ở chỗ này. Một thứ giờ có mùi rất là dịu. Ồ. Có bức thư cùng về những thứ đấy. Bức thư chị một. Gửi người chị thân mến. Đã khoảng thời gian dài tới nơi không gặp chị rồi, em hy vọng chị vẫn ổn. Gần đây, Grimbot lại khó khá là nhiều. Đã khá nhiều cuộc chơi video với cả em và Grimbot. Và trước đây một chút, em thật sự nó không biết đã là bao lâu rồi. Chúng em đã đi vào ở một thế ở một vương quốc khác và được thống trị bởi một thực thể mạnh mẽ và sở hữu ma thuật. Tên của cô ấy là Estia và tất cả bọn này được mời đến một cái vương quốc khác được thống trị bởi Estia. Sau đó bức thư thứ hai thì chúng nó đánh nhau á. Ok. Nhưng mà đây là vương quốc
Tức là đây là ok, mình tạm thời mình hiểu. Thế nhưng bức thư này có được gửi đi không vậy? Hay là nó đang ở vương quốc đấy hay nó đang ở vương quốc khác? Ồ, một bó diêm. Cái này hẳn là sẽ hữu dụng đây, mình sẽ giữ nó. Tất nhiên chỉ có một cái còn lại rồi. Nó khá... Dù sao thì vẫn may mình chỉ thế thôi. Tại sao... Ok, đây là đồ nhập. Nhưng thôi vậy. Một vài... cái cây và thảo dược. Có vẻ như ai đó chăm sóc cho chúng. Thôi xong rồi. Ra đây về ngồi sọc cái súng vào mặt thôi thì. Ủa, tờ giấy ghi rằng là nó được giấu ở bên phía dưới cái thảm. Ồ, tức là mình đọc cái này sau rồi mình mới có thể lấy được cái này đúng không? Ồ, nhìn kìa. Một cái chìa khóa ẩn. Sneaky sneaky. Bây giờ mình không biết mình phải mở cái... Không biết nút mở túi đồ là đâu các bạn ạ. À đây. Chúng ta có một cái chìa khóa hầm, cái bó diêm và một cái danh sách cũ. Danh sách cũ thì chưa biết được thì thôi. Đấy, cái nhà còn gì để mình khám phá đó. Nó. Hết rồi. Bây giờ thì chúng ta có một cái chìa khóa thôi các nhà. Từ từ. Ồ, một cái hầm. Ha. Chìa khóa vừa. Mình tưởng có gì đó ở dưới đấy. Mình trổ rơi xuống nha. Căn hầm à. Không, cái dây phía, trên cái tủ. Cái này hẳn sẽ hữu dụng đây. Có những cái tờ giấy bị kẹp lại bên trong. Tôi không muốn nói điều rõ ràng qua. Bởi vì bạn sẽ không biết rằng ai đang lắng nghe. Nhưng tôi nghĩ rằng là cô ấy không cần quái quạch để chúng ta trở về nhà. Đừng lo lắng. Tôi đang tìm cách để đưa chúng ta trở về. Ồ, tức là cái người em gái và cái cậu trai kia bị mắc kẹt ở thế giới này. Nó là thế à? Rất nhiều thứ bụi bặm. Càng nhiều thứ bụi bặm hơn. Cái lọ này có thể sẽ hữu dụng đấy. Làm ơn đừng làm cô ấy tức giận nữa. Benny nói rằng chúng ta không phải lo lắng đâu. Cậu ta sẽ nói với cô ấy. Vì thế để lại cho cậu ấy. Cái tờ giấy ấy được hàng ngày trước đây rồi. Có rất là nhiều cái tờ giấy bị mờ và được vẽ trên chúng. Tức là mấy này cũ lắm rồi đấy. Tức là bọn này sống ở đây rất lâu rồi. Mấy này thuộc về ai nhỉ? Mở cái này ra. Ôi đừng bảo là... Ồ, mình nghĩ sau này có cảnh trốn mà mình sẽ phải núp vào đây. Ôi dồi ôi, tôi mà không tìm cái chỗ này thì biết bao giờ được. Nó tìm được cái gì thế này? Nó tìm được một cái sợi dây và hai cái mảnh à? Đấy á. Đó. Thế giờ cái thảm này có gì không? Cái thảm nào cũng có bí ẩn nữa đấy. Được rồi, nên đi sang bên phải trắng. Mình chết. Mộ. Đây là... Chúng là những cái mộ ôi mộ à? Thật đáng buồn. Mình tự hỏi ai đặt chúng ở đây vậy? Và người được yên nghỉ ở đây là ai? Có phải quái vật đó đã giết họ không? Không thể dừng việc run rẩy lại được. Mình không muốn kết thúc như thế này. Ôi bớt. Chúng ta đã gặp phải rắc rối gì vậy? Nghe bi cực, à, nghe tiêu cực thế. Mình phải tìm đường về nhà. Ai cũng cần phải tìm đường về nhà thôi. Ô, cái gì? Một cái ngọn lửa màu xanh kỳ bí. Đây là nơi nào cơ chứ? Có cái chặn mình. Mình chưa được quyền vào đấy. Mình có bật lửa mà đúng không? Có riêng có đốt được cái này không ta? Không, game không sử dụng được. Từ bây giờ chúng ta chưa được quyền đi đường này. Ấy, à, thế kiếm đường khác. Ủa, cái gì kìa? Ủa, nhưng mà game đẹp nhỉ? Điểm quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Ơ? Cái gì cơ? Hubert! Này, nghe này! Em ấy không phản ứng. Sao hả?
Để đó. Phải như nó mất một cái máy chèo. Cái hồ máy chèo. Đúng không? Quái vẫn đang ở đây. Để cho nó xảy ra vậy. Không biết men. Đi qua đây được không? Mình đi qua đây được không? Mình đi lên đây được luôn. Hứ? Có hai người ở đây mà mình chưa xếp. Thôi kệ vậy. Ồ. Con trai con gái người hầu số 1. Ôi trời. Có vẻ như là một cuộc săn khát đã bắt đầu. Chủ nhân hẳn là rất phấn khích và ấy rất tận hưởng cuộc săn này. Làm ơn hãy cố gắng hết mình và giúp giải trí cho bà ấy nhé. Sự đau khổ, bà ấy rất tận hưởng sự đau khổ. Đau khổ, đau khổ, đau khổ. Chủ nhân ơi, nữ chủ nhân ơi. Không quan trọng, tôi đang ở đâu vậy? Phải làm mà tôi thoát ra khỏi đây. Một lối ra ư? Hẳn là vậy, có thể. Bác chỉ có thể thôi. Những người khác đã thử trước đây rồi. Cậu chắc chắn đã cố hết mình để rời khỏi đây. Nhưng mà cái chủ nhân không thích điều đó, không một chút nào cả. Hãy trở thành một quý khách tốt. Cô gái bé nhỏ à. Ồ, bà sẽ không hài lòng bởi vì một cô gái hư hỏng không muốn giúp bà ấy giải trí đâu. Anh là ai? Chúng tôi là những người hầu trung thành với cả với cả nữ hoàng của chúng tôi, Estia. Cô gái tò mò. Tôi đang ở đâu? Đấy, nơi này là nơi nào? Làm ơn, có thể nói với tôi được không? Vương quốc của nữ hoàng Estia. Đúng vậy, đây là vương quốc của nữ hoàng đáng quý của chúng tôi. Vậy là các người là người hầu, tôi đoán là như vậy. Nhưng thôi thể có tên tắt người được không? Ôi, thật tò mò. Cực kỳ. Tức là mấy câu hỏi là mình hỏi lại được để mình. Anh vẫn chưa nói cho tôi tên của anh. Ồ, chúng tôi bất lịch sự. Rất là bất lịch sự. Vậy thì ồ, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Thế tôi là Reha. Và cái thực thể lúc nãy này là Itris. Cảm ơn các cậu Raha và Itris. Tôi nghĩ chúng tôi vừa giới thiệu bản thân mình rồi. Và cô là Everdyne, tên tôi là Everdyne. Ô, tức là cảm ơn cô, rất mừng khi được gặp cô Everdyne. Chúng tôi sẽ thấy xem tên của cô sẽ được nhớ lại hay không. Hãy trở nên rất thú vị nhé. Mình hỏi tiếp được không? Không, hết rồi. Ok, tiếp tục mà, tôi đang ở đâu? Chúng tôi đã trả lời rồi. Không còn nữa. Nữ chủ nhân, các người là ai? Nữ hoàng Estia. Các người có thể nói tôi về thứ gì đó về cô ấy không? Ồ, cô ấy trẻ à? Cô sẽ biết về cô ấy sớm thôi. Và cô sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Thời sẽ trả lời cho việc đó. Từ ngữ nào không thể nào miêu tả được gốc lý của cô ấy. À, không thể nào đánh giá được cô ấy. Cái chủ nhân mình không biết dùng từ luôn á. Không còn nữa. Ubert. Các người có thấy một con chó không? Tên của em bé là Ubert. Đó, mình vừa gặp mà. Một con chó. Tôi vẫn chưa gặp con nào gần đây cả. Không con chó nào gần đây cả. Thật đáng buồn. Tôi rất muốn chơi cùng một con đấy. Ubert. Không con chó ở đây. Thì cô nhỏ bé à? Ubert. Không phải cô không hiểu à? Chúng tôi chưa thấy một con Ubert hay là một con chó đâu. À, cô trông rất là tuyệt vọng đấy. Tôi nghĩ cô thực sự lo lắng về thứ khác. Hỏi đến khi chúng ta hết này. Ok. Con quái vật thì sao? Tôi... Các người thử nói tôi thứ gì đó về con quái vật đó được không? Tôi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ và nó đã tấn công một cô gái. Tôi sợ rằng nó sẽ không phải lần cuối mà cô nhìn thấy sinh vật đó đâu. Nó cũng đang ở trong cuộc săn mà.
Vâng. Người không lo lắng về đó thì tôi không cần phải lo lắng. Đúng vậy, nó thứ nó theo đuổi và chính là cô mà. Theo đuổi tôi nhưng tại sao? Cô là con mồi đó, cô gái trẻ à? Hay là nó trở nên thú vị đi. Sao đây, mình hỏi hết rồi đúng không? Không còn gì cả. Cậu ấy đang ngân nga, nghe rất là đáng yêu. Không, tin được bọn này đâu. Có sếp thôi xong rồi. Ý. Nó là cái gì vậy? Gì vậy? Hubert, có phải là em không? Làm ơn hãy là em mà. Tại đây nào, trở thành một chú bé ngoan đi. Hubert này hơi lạ. Không 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 không. Ngươi không phải là Hubert. Đừng đừng có đến gần hơn nữa. Ta nói là không mà. Dừng nó lại. Không, chạy đi em ơi. Mình phải dừng khỏi đây. Ngay lúc này. Đấy, nó đuổi mình. Ui không, ui còn chó đấy nữa. Ôi. Nó bắt mình phải tiến vào một bước xong rồi. Nó mới. Ok, lỗi mình. Yeah. Yeah. Lúc này vẫn đổ lại thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta đã thuộc đường một chút rồi, mình đoán vậy. Mình đoán là sẽ không đi đường kia. Sẽ đi lên đây chăng? Ô, không à? Sao? Nó chạy rồi. Con này không được đuổi kịp mình à? Lên trên chăng? Không phải. What? Bên dưới có đường, không phải phía trên vì lừa. Sao? Nó không đuổi mình á. Ôi không. 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 Không 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 không. Làm ơn. Tránh ra khỏi đây ra. Làm sao vậy? Thì em xảy ra vậy? Tự dưng nó bị đau đớn vậy? Người nghĩ được là làm gì vậy hả? Có sinh vật đáng ghê tởm. Dừng nó lại. Dừng việc chơi đùa xung quanh lại đi. Bắt lấy cô ta. Để nữ hoàng à? Người dám. Tại sao? Tại sao người lại đang đau đớn vậy? Tại sao người vẫn đang khỏi chống đối lại vậy? Mình nên tìm cách trốn khỏi đây. Cô gái đang đợi gì vậy? Chạy đi. Lại giọng nói nữa. Ta có được mình cần phải đi. Ôi không. Một con đường chết khác ư? Một ngõ cụt khác ư? Tất cả những con đường đều bị khỏi à, nóng lại rồi. Ừ. Bắt lấy cô ta đi. Ta ra lệnh đấy. Làm ơn hãy giúp tôi thành công. Ok.
Một cậu con trai rồi đấy. Đúng là một linh hồn không may mắn mà. Ê, 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 này trượt vào tôi thất con gái, đừng có động vào, làm ơn. Đó. Ok. Cô ấy cần nghỉ ngơi một chút. Rất xin lỗi cho cô ấy trẻ. Ok. Được rồi, đến đây thôi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ ổn. Mình tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Anh là chủ của cái nhà này đúng không? Anh thấy tôi lục vào nhà của anh, lục hết tất cả mọi thứ của nhà của anh, đánh cắp vài thứ nhà của anh, sao anh không nói gì à? Làm ơn hãy an toàn nhé. Tại sao? Thì anh là sao? Anh muốn làm gì tôi? Người ta cứu mình mà, phải cảm ơn người ta chứ. Mình đang ở đâu vậy? Ở trong căn nhà đó ư? Mình cá chắc cái này chưa, lúc nãy không ở đây. Nó là bức thư với cả một danh sách được gắn vào nó. Cái gì đây vậy? Một danh sách của... Đây đã. Thứ này có thể giúp mình thoát ra khỏi đây ư? Lá thư đọc là: gửi tới người con gái không may bất hạnh đấy. Có một lối ra khỏi đây, một cách để cho cô có thể trốn thoát. Phía đông ở nơi này, cô có thể tìm thấy một hòn đá, vòng tròn đá. Mang những cái nguyên liệu cần thiết tới đó và hoàn thành nghi thức ma thuật. Hãy đốt chúng ở trong ngọn lửa và rời khỏi đây. Chúc may mắn. Có vẻ như là một phiên bản hoàn thiện của cái danh sách đầu tiên mà mình nhìn thấy. Ok. Được rồi, chúng ta sẽ kết thúc phần này ở đây thôi. Mình không nghĩ là nó sẽ dài như thế này. Nhưng mà thôi vậy. Có vẻ như chúng ta phải làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà đây là linh hồn núi bớt hay ảo giác của mình thì không biết. Nga làm người ở phần khác của Everdeen, A Lost Girl's Tale and Goodbye.